Hello, chào mừng các bạn đã đến với Người Gò Công. Dạ thưa bà con cô bác, thì hôm nay em lên đây để em nhận tiền từ những cái video em quay trên YouTube nha. Wow, nhận tiền luôn nha. Nhưng mà thật sự tiền đó là tiền gì? Mời bà con cô bác hãy theo chân em để mình biết rõ hơn về số tiền từ video trên YouTube nha. Thì và thật sự là cách đây cũng vài ba bữa em có nhận được một cuộc điện thoại của gia đình của chú Hồng, chị Duyên và cô Giáp ở thị xã Gò Công nè, là nói có muốn khởi giống như là muốn phát tâm gửi cho em số tiền nào đó để em đi trao lại cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Rồi bà con cô bác đi đâu? Đây mình đi qua cửa này để đi qua cầu Long Chánh nha. Rồi bây giờ em mời bà con cô bác thôi. Rồi đây là cầu Long Chánh nè, ngày xưa người ta còn gọi là cầu Long Chiến á. Có câu cũng hay lắm, có câu thơ hay lắm nha. Cầu nào cao bằng cầu Long Chiến, gái nào liếng bằng gái Gò Công. Em nói vui thôi nha. Rồi bây giờ em qua cầu luôn nha. Ok. Đó, cái cầu này cao lắm. Giờ nó hết cao rồi, tại đường nâng lên rồi. Vô qua vậy lắm, vậy lắm. Dạ thưa bà con cô bác, thì bây giờ em đã tới nhà chỗ của cô Giáp với chỗ chị Duyên rồi. Thì hôm nay em cũng rất là vui, em tới đây giống như là có duyên á. Duyên đưa đẩy em tới nhà của cô với chị. Đó là gì? Thì mời bà con cô bác mình theo dõi cuộc trò chuyện hôm nay của em với cô như vậy nha. Lên mạng bao nhiêu người coi, mặt triệu người coi bộ mày đó. Dạ chào cô. Dạ cô, cho hỏi có phải cô Giáp cô? Cô là cô Giáp. Dạ, chị Duyên hả? Chị Duyên. Dạ. Thì hôm bữa em có nhận điện thoại của chị á, thì có thể chị cho em biết bữa nay chuyện nhà em chuyện gì được không vậy? Nhờ mẹ cho tiền bên năm tư gửi về cho tiền cho mấy chú đi giúp đỡ mấy người nghèo. Làm giống như làm nhịp cầu đi. Em trao cái số tiền của chị gửi cho em để cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Là vậy đó. Thì em cũng thật sự em cũng rất là vui, em cũng không biết nói sao, giống như là duyên mình tới vậy đó. Thì em cũng thay mặt bà con cô bác có hoàn cảnh khó khăn cũng gửi lời cảm ơn đến chị Duyên với chỗ cô. Hy vọng em sẽ đem được nhiều niềm vui đến cho bà con cô bác hơn nữa. Để cho em hỏi sơ sơ gì giống như hoàn cảnh công việc của chị được không, để cho bà con mình biết. Thôi đi vậy hả? Vậy chị có thể cho mình biết, cho em biết với bà con biết là giống như là sao mà chị biết tới em và để em gửi số tiền này á. Chị cứ nói đi. Sao nói thì sao? Là nói anh Tư đó hả? Cũng như là anh Tư á, mình á là ông anh rể, ổng lên Facebook đó, ổng thấy cái cậu Tấn Kiệt này làm việc từ thiện. Dạ. Thì ông anh ổng thấy vậy rồi ổng mới nhờ hai đứa em đưa tiền cho cái cậu này, kêu cái cậu này lên nhà nhận. Dạ. Vậy đó. Dạ. Cô có thấy cái con quay được không cô? Mấy cái quay con gửi đó cho YouTube á, cô có nhìn thôi chưa? Là có như là... Có xem chưa cô? Vậy hả? Vậy bữa nay gì cô xem nay, đi. Mà nay mới biết á. Vậy cô dạ, xem đi nói rồi. Nói nay mới biết á. Có hả? À, có coi hả? À, em chưa coi. Ê, đi, à, chị thấy sao? Thế em quay những hoàn cảnh... À, mấy hoàn cảnh nghèo khó rồi, thấy ta quà rồi đó. Ủa, chị dạ. Thấy hả? Về lên cũng như là Tấn Kiệt là thấy cậu hả? Dạ đúng. Mà rồi Người Gò Công. Người Gò Công hả? Rồi. Dạ thì con lấy cái tên là Người Gò Công. Giống như là con nghĩ mình đi, mình là Người Gò Công rồi, mình đi giúp đỡ hay là mình đem cái gì đó cho những bà con khó khăn ở Người Gò Công với nhau. Giống như là thôi mình nghĩ không biết cái tên là hay hơn mà cái tên Người Gò Công. Ai ai cũng giống nhau hết. Dạ con nghĩ vậy đó. Thì thật sự cái chương trình này, cái việc làm của cô cũng kéo dài cũng năm mấy rồi. Dạ.
cô có lời nào nhắn nhủ đấy hay là gửi tới con hay là bà con mạnh thường quân gì không? Để về hả? Không nói gì hết. Nhờ chú ra giùm mà. Dạ. Dạ. Đưa tiền cho em đi. Dạ dạ. Nhận giùm chú anh. Đây đây là số tiền bao nhiêu chị cứ nói rồi. 7 triệu. 7 triệu hả? Dạ. Có giống như là có nhờ em làm cái điều gì là gì không thì để em biết. Đến chú đi, chú biết, chú đi đây đó, chú biết là à. Nào nghèo khổ, thiếu thốn gì đó, hoàn cảnh khó khăn gì đó, chú dạ. giúp người ta giùm. Dạ, là ý đó là giống như sau số tiền này cho em, rồi em sẽ đem tới cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. À, rồi. À, rồi thôi mà, thay mặt những bà con khó khăn thì em cũng cảm ơn. Thực sự em nghĩ số tiền này cũng đem lại rất là nhiều cái động lực sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất là nhiều. Dạ. Cô có cần con làm gì không? Cô cứ nói đi, con làm cho. Làm gì không? Thì giống vậy thôi. Thì cô nói vậy con mà làm năm mấy nay là con cũng hiểu. Ý cô có cần ví dụ như làm gì giống theo ý cô không? Ý con nói vậy đó. Thôi đi mà tự cậu làm đi, cậu làm dạ. Cái gì mà cậu thấy đi làm cái năm mấy nay là quá dạ. Rành rõ rồi. Thấy người đồ đông mà đâu biết. Đâu biết mà mới biết đó. Dạ. Đẹp trai quá. Cảm ơn cô. Thì thật sự thì con cũng bữa nay lần đầu tiên là con nhận số tiền này là ở tại nhà của cô. Rồi ở Gò Công nữa. Dạ. Thật sự cái người Gò Công mình có tấm lòng tốt hè. Con cũng thấy. Hôm mấy lần trước là con nhận tiền của mấy cô chú anh chị ở nước ngoài gỡ tiền về cho con. Dạ, thì con đi đổi ra tiền Việt rồi con cũng đi chuyển này rồi con làm nhiều việc. Thì cũng giúp bà con cô bác rất là nhiều. Thì con cũng không biết nói gì, rất là vui cái số tiền này 7 triệu. Dạ, cái này là chút xíu gửi là con quay là con chú Hồng gì ở bên Úc là thấy liền à. Là chú Hồng là chú thứ tư đó phải không? Là ông anh Tư anh Rể. Dạ. Dạ thưa bà con cô bác, thì em cầm số tiền này trên tay thì em cảm thấy rất là trân trọng. Đối với nhiều người thì không biết hay sao, nhưng mà có những hoàn cảnh em tới á, có khi người ta đi làm một ngày 20-30 ngàn hoặc là đi bán từng tờ giấy số, là gia đình đang khó khăn mà kiếm đồng tiền không ra, thì em hy vọng những đồng tiền như vậy sẽ giải quyết tức gọi là tức thì á, những hoàn cảnh gia đình đang gặp gọi là khó ngặt đó. Thì em xin thôi thay mặt đại diện cho cái việc làm của em thì cảm ơn chỗ cô, chỗ chị Duyên luôn, chỗ anh chú luôn, là cảm ơn thật lòng chân thành. Chúc cô và gia đình mọi người cũng dồi dào sức khỏe, thì công việc làm ăn suôn sẻ. Thì em sẽ nhận số tiền này và em sẽ quay phim là những cái việc làm mà em đi tới những gia đình á, để gửi lại cho cô với bà con nào có theo dõi em sẽ biết rõ cái việc làm của em hơn. Em ơi, em xin phép kết thúc video đây nha. Tạm biệt, chào mọi người, hẹn gặp lại nha. Giơ tay đi.